Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và tiếp theo trong cái chuyên mục Sức Khỏe hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái sai lầm khi mà ăn mộc nhĩ gây ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng của con người. Và chúng ta cũng biết rằng là mộc nhĩ là một cái thực phẩm bổ dưỡng nhưng không thể sử dụng tùy tiện, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Và dưới đây chính là một số các cái sai lầm khi mà chúng ta chế biến mộc nhĩ mà nhiều người thường không để ý đến. Thứ nhất là ăn mộc nhĩ tươi. Thì một số người nghĩ rằng mộc nhĩ cũng giống như nhiều loại nấm khác và có thể ăn khi chúng còn tươi. Tuy nhiên thì đây là một cái sai lầm vô cùng lớn. Mộc nhĩ tươi chứa chất morpholin nhạy cảm ánh sáng. Sau khi ăn mộc nhĩ tươi mà cơ thể tiếp xúc với ánh sáng có thể gây ra cái tình trạng ngứa ngáy, phù nề, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến hoại tử da. Chất cảm quang tự nhiên này sẽ mất đi khi mà mộc nhĩ được phơi khô, do đó mà ăn mộc nhĩ khô không gây hại, nguy hại nữa. Và một cái tác hại tiếp theo nữa đấy là ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng. Thì nhiều người có thói quen là ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng để chúng nở nhanh và không biết đây là cách chế biến sai. Mộc nhĩ khô có thể còn sót lại cái chất cảm quang, ngâm bằng nước lạnh là cách để chất độc này có cái thời gian hòa tan hết trong nước. Ngoài ra khi chế biến mộc nhĩ, ngâm bằng nước nóng dễ bị nhũn, khó bảo quản hơn. Và cái tác hại thứ ba là ăn mộc nhĩ ngâm quá lâu. Thì ngâm mộc nhĩ vào nước là cái cách giúp hòa tan độc tố, nhưng ngâm quá lâu sẽ khiến mộc nhĩ bị biến chất và gây nguy hiểm cho người ăn. Mộc nhĩ chứa nhiều chất đạm, ngâm lâu trong nước thành phần đạm sẽ bị phân hủy giống như thịt, để lâu bị thối và vi khuẩn dễ tấn công. Ăn mộc nhĩ nhiễm khuẩn có thể gây ra ngộ độc ở thể nhẹ. Bệnh nhân sẽ cảm thấy đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể rơi vào cái trạng thái hôn mê. Và cái năm 2018 thì tại Chiết Giang, Trung Quốc từng ghi nhận 3 người trong một gia đình bị ngộ độc vì sử dụng mộc nhĩ ngâm qua đêm. Thì người mẹ đã ngâm mộc nhĩ 2 ngày trong nước và phơi ở sân. Sau khi ăn, cả gia đình đã phải đi cấp cứu. Và khi cấp cứu thì bác sĩ phát hiện cô con gái có dấu hiệu suy nội tạng. Và cái thứ tư là ăn nhiều mộc nhĩ. Thì ăn nhiều mộc nhĩ và nhai không kỹ có thể dẫn tới dạ dày không thể tiêu hóa hết được thức ăn và làm tắc nghẽn đường ruột. Và sau đây là những cái người mà không nên ăn mộc nhĩ. Thì mộc nhĩ tuy là cái món ăn ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn. Thứ nhất là đối với người phụ nữ mang thai không nên ăn mộc nhĩ do nó có cái tác dụng hoạt huyết, không có lợi cho sự phát triển và ổn định của thai nhi. Mộc nhĩ có tính hàn, bổ âm nên người có tiêu hóa kém hay bị đầy bụng, nhiễm hàn, đi ngoài phân lỏng không nên ăn mộc nhĩ. Và đặc biệt trẻ nhỏ và người có cơ địa dị ứng nên thận trọng khi ăn mộc nhĩ. Quý anh chị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là những cái sai lầm khi ăn mộc nhĩ có thể gây ra cái ngộ độc nguy hiểm cho cơ thể của con người. Và cũng lưu ý một số người không nên ăn mộc nhĩ mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Và mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.